Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh youtube đồ gỗ hiền lành Quý khách hãy đăng ký kênh đồ gỗ hiền lành để không bỏ lỡ một cái video nào Vâng hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2020 Cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc Đang theo dõi về các cái sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh Hay là hoành phi câu đối, ngai thờ, khám thờ Chúng tôi quay lại video clip này giới thiệu tới quý vị và các bạn đó là quy trình làm bóng vàng. Thì trước đây chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái công đoạn quy trình, các video clip nói về hoành phi câu đối từ hàng mộc tới hàng sơn và các quy trình đốt hoành phi câu đối hay là lúc lên chữ phủ bóng. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đó là quy trình làm bóng vàng. Thì trên màn hình các bạn đang xem đây là các cái bức hoành phi câu đối cũng như là câu đối lòng mo. Chúng tôi vừa với thép vàng Đài Loan xong. Chúng tôi cũng giải thích luôn vàng Đài Loan là vàng lá to. Phiên bản của nó là rộng 9 phân tới 9 phân 3, tức là 9,3 cm. Để cho quý khách nắm được. Nó khác với cái vàng 4 con 9, vàng 4 con 9 thì cái lá vàng nó chỉ vuông 3 cm. Còn vàng Đài Loan là nó từ có loại 6 phân đến cái loại 9 phân 3. Và thường thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh làm loại đó là 9 phân 3, lá vàng to. Trên mình các bạn đang nhìn đây là các cái giấy trắng để cách cái lá vàng. Tức là cứ hai cái giấy trắng này thì có một lá vàng kẹp ở giữa. Khi chúng tôi rút lá vàng ra thì có hai cái giấy trắng này nó sẽ bay xuống nền. Và chúng tôi sẽ vệ sinh lại nền và sau đó thì tôi sẽ giới thiệu tiếp đó là quy trình rửa nước và tắm hoành phi câu đối. Toàn bộ các cái câu đối lòng mo này chúng tôi cũng đã được tất cả quý khách hàng trên toàn quốc yêu mến cũng như là tin tưởng. Giờ giao cho chúng tôi nhiệm vụ đó là làm rất nhiều đồ thờ cúng cho đình chùa. Các cái bức hoành phi cỡ lớn 2m37, 2m6, 3m và câu đối lòng mo có bước dài tới 4m và đường kính là 40 thì lát nữa chúng tôi dựng lên để quý khách dễ hình dung hơn. Đây chúng tôi vừa với thép vàng thì chúng tôi sẽ để nằm. Và sau công đoạn này là đến công đoạn tắm rửa hoành phi. Và sau khi khô thì chúng tôi sẽ đi vào làm chữ. Và trên hình các bạn đang xem đây là những người thợ của chúng tôi. Đang dùng các cái vòi nước xịt và toàn bộ đó là nước sạch. Chúng tôi thép vàng xong chúng tôi sẽ rửa và chúng tôi sẽ tắm xà phòng chúng tôi sẽ rửa hai lần để cho tất cả các cái bụi bẩn bám ở trên bề mặt nó sẽ trôi đi và còn giữ nguyên lại cái phần bóng mịn để chúng tôi sẽ đi vào quy trình làm chữ trên mình các bạn đang xem đây là hai bức hoành phi và năm tấm câu đối lòng mo tức là câu đối này là câu đối ôm cột bức hoành phi các bạn đang xem đây là chúng tôi đang tưới vào đó là ba chữ đức lưu quang đọc từ bên phải sang vì là chữ Hán Nôm. Công đoạn làm bóng vàng này rất nhiều cơ sở không làm. Và khi hoàn thiện cho khách hàng thì sẽ bớt được một vài công đoạn thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Thì quý khách hãy là các quý vị khách thông minh và xem trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp về số hotline 0986 88 3349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm đồ thờ cúng liên quan. Và các bạn đang xem đây là chúng tôi lại dùng các cái mảnh giấy giáp, chúng tôi sẽ trà các cái mặt chữ ra. Rất là cầu kỳ và công phu, tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ. Chúng tôi thếp vàng chữ rồi, lại lấy giấy giáp trà ra và sau đó sẽ lại thếp vào đó là màu đen, tức là câu đối này đi nền vàng chữ đen. Có nhiều cái gam màu cho quý khách lựa chọn và sau khi tưới nước thì chúng tôi sẽ dựng lên để cho các cái nước nó sẽ trôi xuống và các cái bụi bẩn nó cũng trôi theo còn giữ lại nguyên cái phần bóng của vàng nếu như bỏ qua các cái công đoạn này thì vàng nó sẽ không được bóng mịn mà nhìn nó sẽ rất là sần sồi và trông rất là xấu thì quý khách lưu ý và cảnh giác khi mua hàng chúng tôi cũng khuyên quý khách là nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách quý khách có thể đặt hàng trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh mà không cần về, quý khách có thể xem qua các cái video của chúng tôi. Đồ gỗ Hiền Lanh giới thiệu tất cả các quy trình làm về hoành phi câu đối. Đồ gỗ Hiền Lanh cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.